Chào mọi người nha, hiện tại thì mình đang ở đường Trần Nhân Tôn nha mọi người. Hôm nay mình trên đường đi thì mình thấy có một cái chú này bán cà phê Buôn Ma Thuột nè, mà ghi là có cái bảng rất là đặc biệt nha mọi người. Đây, cái bảng của chú là bông hồng đỏ tặng ai đang còn mẹ, bông hồng trắng cùng đau mất mẫu thân. Đây, để mình lại mình hỏi thăm chú rồi quay chú cho mọi người cùng xem nha. Là mùa Vu Lan là tháng 7, thì những người theo đạo Phật thì ai mà còn mẹ khi về chùa thì được quý thầy tặng cho bông màu hồng đỏ, còn ai mất mẹ thì quý thầy sẽ tặng bông màu trắng. Nhưng mà nếu nói về lạ đấy thì đúng cũng là lạ thiệt, là tại vì thế này, toàn thành phố này mà có khi cả đất nước Việt Nam này chưa có một người nào bán cà phê dọc đường, bán cà phê mà bán cà phê dọc đường như bác á, dạ. Mà lại có cái ý tưởng là tặng bông hồng cho các cháu. Dạ. Con tại con coi chú trên mạng á, con cũng thích rồi con mới ghé con review cái cà phê cho chú. Dạ. Chú cho con hỏi mà là chú mình người ta thường gọi chú là gì vậy chú? Chú là chú bán cà phê thôi. Chú bán cà phê. Tên chú tên gì? Tên chú là chú Long. Chú Long. Chú thứ mấy chú? Chú thứ 5. À, kêu bằng chú 5 ha, chú 5 mình vậy kêu. Chú 5 Long. Năm nay chú nhiêu tuổi rồi chú? Đoán thử coi chú rồi, năm nay nhiêu tuổi? Nhiêu đâu? Đoán chú cá. 70 hả chú? À, mở chú đoán ra, này. Đoán. 70 chú. À, sao 70. Mấy? Sao mấy? Sao mấy? Để con coi, để con... Một lát rồi đưa chú 65 ngàn ạ. Dạ. Còn anh này 70 đưa 70 ngàn. Dạ. Để chú cho con biết chú mấy tuổi. Chú nói đi chú. Hả? Chú nói là nhiêu tuổi? Chú năm nay 75 tuổi rưỡi. 75 tuổi. Vậy là con còn 5 tuổi nữa là đủ rồi chú. Hả? 75 tuổi. 75 tuổi rưỡi. Chú cho con nhìn hỏi chú bán vậy lâu chưa chú ha? Chú bán nay là hơn 4 năm. 4 năm. Nhà chú gần đây không chú ha? Nhà chú nếu kể về nhà hồi xưa đó thì gần đây. Đó là nhà ở đường Tôn Thất Tùng. Tôn Thất Tùng, quận 1. Quận 1. Gần Tôn Thất Đạm thôi chú ca. Không phải, gốc Tôn Thất Tùng với Sương Nguyệt Ánh. À. Kế bên tiệm cơm Minh Đức. Dạ. Đó, kể là nhà hồi xưa. Dạ. Cái nhà đó hồi xưa là của chú. Con của chú có một khu đó, nhưng chú bán rồi. Bán để lấy hai tiền đó đưa hai đứa con qua Mỹ học. Dạ. À, là chú có hai người con. Hai đứa con gái. Chú cô cho con hỏi cô bán cái gì chú không? Cô hiện tại nó vui chơi á. Dạ. bà đi bán muối này 6-7 năm dưới rồi. À con hiểu, vậy là còn có một mình chú chỉ con mình chú ở Việt Nam hả chú? Đúng. Còn hiện tại chú là ở đâu chú nhỉ? Chú hiện tại là ở chỗ nhà sang lắm á. Sang lắm hả? Dạ. Sang lắm mà tại vì chú là thuê một cái căn hộ của trong một cái khách sạn rất là lớn ở quận 7. Thuê tháng 2,5 triệu. Dạ. Thì chú, con thấy chú có cái bông hồng màu trắng đó chú. Bông màu trắng. Dạ. Chú là người đạo Phật. Dạ. Chú quy y hồi năm chú 7 tuổi. Chú bông màu trắng là tại vì má chết rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy là con có bông màu đỏ hả chú ha? Con còn mẹ. Còn mẹ thì có bông màu đỏ. Nhưng dạ. Cũng xin thưa với con là nếu trường hợp mà có vui vẻ thì ngày mai con ghé. Tại vì bông màu đỏ chú tặng không còn cái nào hết trơn. À, hết mai. Rồi. Dạ. Rồi không sao. Được thôi. Vì chú, ngày mai con ghé chú cho con một bông màu đỏ nha chú. Bình thường. Quá tốt. Dạ. Chú cho con hỏi là cái bông đỏ này với trắng này chú mua ở đâu chú ha? Chú mua ở trong chợ lớn. Dạ. Chợ Bình Tây. Bao nhiêu một bịch chú ha? Bịch thì không nhớ đâu nhưng mà khoảng 150-200 ngàn. Dạ. Rồi mình bán cà phê đó, mình tặng một cái bông là mình có lời nhiều chú ha? Bán cái chuyện tặng bông nó không dính dáng đến chuyện lời. À. Tại vì tặng bông là một cái hình thức để nhắc rằng các cháu ơi, các cháu còn mẹ. À. Thì cố gắng làm sao đó phải thương yêu hiếu thảo với mẹ. Dạ. Chứ đâu phải bán bông. Dạ. Năm nào chú cũng tặng mà. Dạ. À là tháng 7 mùa Vu Lan chú mới tặng. Mùa Vu Lan. Dạ. Đúng, mùa Vu Lan là chú tặng. Dạ.
Tại vì con thấy chú trên mạng á, mà con tìm địa chỉ không thấy, vô tình con đi ngang đây. Cũng tốt. Dạ, đây là cái xe của chú nè mọi người. Cái việc chú làm ý nghĩa, con muốn mình đi đọc hơn cái bông của chú. Nhận cái bông thì giờ đâu con? Dạ. Thì đến mai con có mai. Đi ngang con ghé chú. Bây giờ đây vậy, đơn giản là vậy ha. Mai mua cà phê, tặng cái bông. Dạ. Một ly cà phê 15.000 hả? Vì giờ con muốn uống cà phê của chú trước được. Muốn uống cà phê con, dạ. Rồi mai bông, rồi mai ngày mai con lại, rồi con uống tiếp, rồi con chú tặng bông cho con. Còn hiện tại thì con uống cà phê đi. Chú cá uống cà phê không? Cà phê làm con, cá hay cà phê sữa? Làm cho con cà phê sữa cũng được, cà phê sữa đi. Uống 15.000 phải không? Dạ. Chú, con thấy là có cà phê xay. Chú có bán cà phê xay nữa không chú? Bán cà phê xay, ai muốn mua thì ăn trước, ngày mai mới lấy. Ngày mai cũng có. Con kiếm địa chỉ chú mà con không thấy. Đây là chú đang làm cà phê nè mọi người. Chú cho con hỏi là mấy giờ chú mới bán hả chú ha? 5 giờ chú ra tới đây. Dạ, mấy giờ mình về mình nghỉ chú ha? 4 giờ chiều. Chú cho con hỏi là chú bán đường này luôn ha, có mình có xe dịch ở đường khác không chú ha? Không có đường nào chạy hết. Dạ. Chạy từ góc cột kia, đằng kia, ngay chỗ bao đằng ngay đó đó. Dạ. Đó. Tới góc cột này. Ủa, địa chỉ của mình là chú mấy? Địa chỉ đây là 77 Trần Nhân Tôn. Dạ, 77 Trần Nhân Tôn. Rồi mọi người có ai có đi ngang mà 77 Trần Nhân Tôn thì ghé lại ủng hộ chú một ly cà phê nha mọi người. Chú bán ở địa chỉ này, chú bán là từ sáng mấy giờ chú? Từ sáng 5 giờ. 5 giờ cho đến 4 giờ chiều. Dạ, chú bán từ 5 giờ sáng đến 4 giờ chiều nha mọi người. Con thấy có chú cái cây đánh ổ chú. Cây que này là chú mua 10.000 cây nè. 10.000. Dạ. Đánh mà khi nào cái lò xo trong này nó liệt đó thì thôi, quăng mua cái khác. Đây là chú có để dành 3 cây nữa đó. Dạ. Chú cho con hỏi là mình có truyền nghề cho đệ tử chú ạ? Chú chưa có đệ tử nào mà tin cẩn với truyền nghề. À. Có khi truyền nghề đó đó, rồi nó vì ham lợi quá, nó làm mất cái nghề đi thì cũng mệt. Là tại vì mình bán cà phê thiệt. Dạ. Truyền cho nó xong cách pha xong đàng hoàng, cái nó mua một bịch cà phê giả thì nó pha, thấy bà nội luôn. Không được. Chú con thấy, con rất là thích cái bản này của chú á, con thấy nó có ý nghĩa đó chú. Thì, chú, ngày mai con ra sớm con xin cái bông nè chú. Ờ được. Dạ. Bữa nay con hơi trễ tí, mai 4 giờ ra ngồi đợi chú. Dạ. Trời ơi. Chủ yếu là con đi xin cái bông con đỏ chú á. Bình thường. Dạ. Tặng đó, cái đó là tặng chứ không xin. Dạ, chú tặng cho con một cái. Ờ đúng. Dạ. Người nào còn mẹ tặng đó. Rồi về nhà pha cà phê. Pha cà phê xong, cà phê nhỉ từng giọt khoảng tiếng rưỡi đồng hồ xong. Nãy chú nói chú ở thuê chung cư ở chỗ nào không quên rồi. Thuê chung cư ngay chỗ cầu Tân Thuận. Cầu Tân Thuận. À. Dạ. Dạ chú. Mà chú cũng không nhớ ấy nữa. Chú dạ. Cũng không nhớ cái đường đó, chú chỉ biết à, chú ở một xíu. Dạ. Nguyễn Thị xíu. Dạ dạ. Chú cho con hỏi mình bán cà phê đây được không chú ha? Bán cà phê đây thì được, là tại vì thế này, các cháu đây là nó uống nó quen à. Dạ. Đó, nó quen cà phê thiệt. Dạ. Chú con đứng đây mà con nghe cái mùi cà phê đó, nó thơm phức luôn chú. Thì cà phê này là cà phê thiệt mà. Dạ. Uống đây ly cà phê 15.000 của chú nè mọi người. Rất là ngon, rẻ. Dạ. Rồi con cảm ơn chú rất là nhiều nha. Con cảm ơn chú nhiều. Rồi. Chú cảm ơn hai chú. Dạ. Chào chú nha.